quý vị và các bạn, hôm nay tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận thêm một trường hợp là cháu bé 2 tuổi ở tổ dân phố Nghĩa Lộ, phường Phùng Trí Kiên, thị xã Mỹ Hào có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, được Bộ Y tế công nhận là bệnh nhân 4384. Trường hợp này là F1 của bệnh nhân 3063 và là con của bệnh nhân 3120. Đây là ca dương tính thứ 30 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trường hợp này đã được cách ly tập trung từ ngày 6 tháng 5 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cơ sở 2, sau 2 lần lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính. Đến ngày 17 tháng 5, cháu có biểu hiện sốt và được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện nay, lực lượng chức năng đã truy vết nhanh được 6 trường hợp F1, 8 F2 liên quan đến trường hợp F0 này, đều ở tổ dân phố Nghĩa Lộ, phường Phùng Trí Kiên. Tại huyện Khoái Châu, tính từ ngày 7 tháng 5 đến nay, đã có 14 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại các xã Đông Ninh, Tân Châu và Đại Tập. Trước tình hình trên, huyện đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, các xã thị trấn, rà soát lại tất cả các kịch bản phòng chống dịch khi có trường hợp F0 trên địa bàn.